Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha Vio Long Đào mới, ngon đào mộng. Tú, em nó giống như một cái giao lộ ngã tư á, bị tớ em cái kẹt xe đó em. Chơi đi em. Buồn thì người ta thường cần. Buồn. Anh nghĩ đang trà trộn vào. Đúng, anh vẫn là đồng đội của em. Quang Trung thì sao ạ? Có ai nghi ngờ Quang Trung không ạ? Có em nghi người ta chứ sao người ta nghi em được. Em cũng đang hơi nghi ghiếp đó. Ủa sao vậy? Sao vậy? Đối với Jason thì anh Tú Voi cũng không giỏi lắm trong cái game này đâu. Thì mình cũng tự tin là mình sẽ chiến thắng cái game này đó. Ấm. Ấm. Trung đã thấy lấn cấn rồi. Sao mà ấm được trời. Cái từ hôn bằng ấm thì nó hơi vượt ngoài trí tưởng tượng của Trung. Hôn thì chưa biết hôn. Nên không biết là ấm hay lạnh. Trong đây có hai từ. Dạ. Một từ 4 phiếu và một từ 2 phiếu. Bóc tham và đừng cho người còn lại biết. Xem mời. Chuyện đầu tiên là gục mặt xuống bàn, đừng có nhìn. Tôi sẽ đưa cái phiếu các bạn cho khán giả biết các bạn đang nhận từ gì. Rồi, từ của Win Lê nhận được là... Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Từ của anh Tú nhận được là... Gác. Ủa? Từ của Quang Trung nhận được là... Hôn. 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 Rồi. Từ của Jason nhận được là... Rồi. Rồi. Từ của Quang Hùng Master D nhận được là... À, ôm đi hôn. Và từ của Negip. Như cái này mình cứ nói mấy cái từ chung chung đúng rồi. Ví dụ kiểu cảm xúc. Đúng, 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 đúng. Chúng ta bắt đầu từ Negip luôn. Cứ đi, như vậy. Dạ. Mời Negip, nói từ đầu tiên. Chơi thôi, bây giờ là tới lúc mà mình chứng tỏ bản thân. Yêu. Yêu. Negip thì mình cũng lo lắm. Quang Hùng Master D. Hơi ngơ ngác đấy, có vẻ như là Quang Hùng chưa chơi game này bao giờ. Ngọt ngào. Jason. Ấm. Ấm. Trung đã thấy lấn cấn rồi. Sao mà ấm được trời. Cái từ hôn bằng ấm thì nó hơi vượt ngoài trí tưởng tượng của Trung. Hôn thì chưa biết hôn. Nên không biết là ấm hay lạnh. Ấm là biết là ôm. Ấm là ôm rồi. Ôm. Quang Trung. Cái người Win về chừng nhất đó chính là anh Quang Trung. Ý. Nói chung người mà Negip lo nhất là anh Quang Trung. Anh chơi cái trò này rất giỏi, người ta đồn là như vậy đó. Hạnh phúc. Wow. Hay quá. Hùng là Hùng sẽ dè chừng anh Quang Trung. Tại vì anh là một người diễn viên. Và cái nét mặt của anh diễn rất là ghê. Tú. Tú. Căng quá vậy em. Chơi đi anh. Đang suy nghĩ. Không, ai cũng biết em đang suy nghĩ mà. Hơi lâu thôi. Đối với Jason thì anh Tú Voi cũng không giỏi lắm trong cái game này đâu. Thì mình cũng tự tin là mình sẽ chiến thắng cái game này đó. Cảm xúc lâng lâng. Dính à. Dính. Hay hay. Jason chưa tiếp xúc với Win bao giờ, không biết là Win có biết chơi game này không. Nhưng mà nhìn mặt Win cũng khá là nguy hiểm đó. Mình chơi siêu hồn nhiên luôn, là mình chỉ đang cố gắng diễn tả cái từ mà mình có thôi. Mình chưa biết ai là bạn mình. Rồi. Hợp tác à, hợp tác à. Em nha, chắc chắn là chỉ có ôm thôi. Nồng nàn à, hùng lộ quá, hùng lộ cho dân quá. Sướng. Sướng. Hay à. Quang Trung. French. Cái gì? French. Ê. Ok, French. Bọn mình biết từ hôn rồi nè, bọn mình biết. Với hình dung nó dễ như thế. Thì bây giờ nói French một cái là thằng là đúng rồi. Không có hình dung ra được cái đấy đâu. Anh Tú. Em nó giống như một cái giao lộ ngã tư á, bị tớ em cái kẹt xe đó em. Chơi đi em. Buồn thì người ta thường cần. Buồn. Vui người ta cũng cần luôn. Vui cũng cần luôn. Hay hay. Rồi, kết thúc ra một. Hay. Hay quá. Kết thúc ra một. Suy luận. Mình chưa đoán được từ còn lại là gì. Mình biết là có hai từ là ôm với hôn rồi. Em và anh Trung và con Hùng một team. Sao em nghĩ vậy? Jason ơi, tỉnh táo lên em. Anh dựa trên cái từ gì? Trên từ buồn. À. Buồn đúng không? Buồn. Cái của mình không nhất thiết phải buồn. Hay 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 hay, ý này hay. Có nghĩa là cái cảm xúc lúc đấy thôi. Anh cũng thấy vấn đề nằm ở đây rồi. Đúng vậy. Chung nghĩ Jason muốn lôi kéo về chung đội để cảm thấy là chúng ta có thuộc về nhau đó, nhưng mà thật ra Chung không tin ai hết. Là cái gì? Em là yêu và hợp tác. Hợp tác, ok. Cái này phải hợp tác nó mới đẹp. Rồi. Đó. Là cái hợp tác ok. Này hợp lý không ạ? Em nghĩ vậy. Nhưng mà nó không vô cái buồn. Cái buồn được em. Anh vô cái đầu tiên là lâng lâng.
sau đó là cái buồn quá hợp lý luôn. Bây giờ đây vui cũng được này. Em biết. Buồn cũng được, vui em được. Hiểu. Nhưng mà cái buồn nó đang bị rõ nghĩa quá. Chọn với cái từ buồn của em. Buồn nó đang bị lọt chọt. Đúng vậy. Anh Tú là một người team khác. Ba mình là cùng team trước đã. Trang Giòn đã phân tích rất rõ ràng cho anh Quang Trung, Quang Hùng. Bởi vì tôi nghĩ rằng cùng team với tôi. Hùng có hiểu Fresh. Fresh hiểu luôn. Hiểu đúng không? Ờ. Nhưng mà có vô không? Đủ rồi, quá lâu rồi, nghi ai chỉ thôi. Ủa? Lẹ thôi, em muốn lẹ thôi à? Không hề, chắc chắn em luôn. Bình tĩnh. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Chỉ sai người rồi. Từ của Jason nhận được là... Suy luận rất hay nhá, nhưng mà kết luận thì lại... Lại được một người. Khi mà mọi người vote chỉ tay Jason là sụp đổ nha. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội yếu nghề, không biết chơi game. Ngưng, ngưng. Ủa sao chỉ Jason hết vậy? Tại vì thấy một cái điểm khác biệt, em thấy ảnh không có điểm tương đồng với em. Em có những cái gọi là nó mạnh bạo hơn. Đó là tư duy của một người không bao giờ chơi game. Em nên chơi board game nhiều hơn nha, Nikip. Rất là xin lỗi anh, Nikip yếu nghề. Dạ. Nghe tuyên bố đây. Dạ. Trò chơi tiếp tục. Đi một round nữa nè. Mỗi sáng. Chà, cái từ này coi bộ dễ bị vạch mặt lắm nha. Ủa? Quang Hùng Master đi. Mỗi tối. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Nikip là đồng đội của mình. Tại vì mỗi sáng và mỗi tối có một cái sự trùng hợp đến kỳ lạ. Quang Trung. Sau khi đi làm về. Sau khi đi làm về. Ôi. Để mà củng cố thêm cái vấn đề mình là số đông ấy, thì Tú đã nghe Quang Trung nói là friends. Mình nghe ra là friends. Trời ơi, mình lại tiếp tục tình bạn. Tình bạn thì chỉ có ôm. À, thế thì bây giờ là có Quang Trung, Nguyên Lê này và Nikip. I feel you bro. Em chọn là từ Đan. Đan là biết liền rồi, ai mà hôn Đan bao giờ. Đan là cái gì? Sao mà Đan được? Chỉ có những cái ôm đan vào nhau thôi. Tú tính là phủ đầu luôn bởi vì mình nhìn thấy đội mình rồi. Với mình mới nói là đan ấy. Để cho mọi người biết mình là ôm. Sen vào. Sen vào. Đan sen. Chứ hồi đan sen là lộ à. Khi mà anh Tú nói đan và Win nói sen là Trung đã biết hai người này là phe thù địch rồi. Và bây giờ mình loại anh Tú trước đi. Sau đó mình phải loại Win. Thấy nó kỳ kỳ đó. Bắt đầu có một cái sự gọi là phân tích rồi đó. Bên này là đan, bên này là sen nè. Em nói sen tại vì em thấy nó liên kết với từ đan. Hùng, ba từ là gì ta? Em nồng nàn rồi ngọt ngào mỗi tối đó. Hùng ơi, ánh mắt của em giết em rồi. Hùng ơi. Hùng ơi. Hùng ơi, ánh mắt của em giết em rồi. Đây, em nghĩ Hùng đang là người khác. Tại vì nồng nàn và mỗi tối nó bị quá nặng so với những từ mà Win giữ và anh Tú giữ. Đúng không? Yes, Du cũng vậy. No 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 girl no. Hai người này đang có vẻ một đội à, đúng không? Ồ, vậy là mình đang làm gì ở đây vậy ta? Đây là gì ta? Cái game này là sao? Hai người này đang có vẻ một đội nè, Quang Trung đang trung lập nè. Biết tại sao em trung lập không anh? Tại sao? Tại em nhìn thấu cái ván cờ này rồi. Hay quá Trung ơi. Hay quá vậy. Em tìm được người khác rồi. Anh cũng tìm được người khác rồi. Mình không thể nào sâu chuỗi được tất cả mọi việc, mình không hiểu gì hết. Mình siêu nhức đầu luôn, lúc đó mình kiểu nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Chúng ta chỉ có 3 lượt chỉ điểm thôi. Nếu chỉ sai thì nhóm đông chắc chắn sẽ thua. Đúng không? Em cảm giác là anh Tú là người khác tụi mình. Đúng, anh cũng thấy anh Tú người khác tụi mình. Đúng rồi. Chết rồi, chết rồi. Thôi, thôi, vote. 1, 2, 3. Tiếc thôi, mình đã chơi phủ đầu nhưng mà phủ đầu sai. Chấp nhận thôi. Mình đang quá hả dạ. Mình đã loại được một người mà mình đã tìm ra chân tướng của họ đó. Loại xong thì mình cũng đang vui đó, cũng đang hào hứng đó. Sao mình đi vòng mới. Một round nữa. Em rồi đó. Ok. Gì cho nó sâu sắc xíu đi. Để em tìm một cái chữ gì mà nó kỳ cục nhất. Em ơi, cũng đừng kỳ quá. Người ta biết cũng không tốt. Yeah. Chập chập. Ủa? Hả? Cái gì? Rồi, tới công chuyện này. Chặt, chờ ắt chắc nặng chặt. Nó lương lẹo quá. Nó lương lẹo lắm. Ừ. Negif nói từ chặt. Tự nhiên hôn mà đi tả chặt là sao trời? Thiệt á, chưa bao giờ nghe mà ai nói trên đời là hôn chặt lên. Chặt gì nè.
chặt lắm hả? Chặt lắm. Có cái gì đó sai sai ở đây này. Ôm ôm nó sẽ thiên về chặt hơn là hôn đúng không? Cái người mà cầm cái từ hôn á, không thể nói được cái từ chặt được. Không bao giờ người ta bảo là hôn chặt là cái gì giúp ơi, anh xin em. Round thai thì mình mới hòm hòm được từ hôn và từ ôm. Quang Hùng, sâu sắc nha. Sâu sắc nha, trí tuệ nha. Thủy triều. Ồ, là số ít. Từ của Win Lê nhận được là... Và từ cuối cùng của Negip nhận được là... Thôi đừng có quảng cáo nữa, mệt không, quá. Nó sâu. Mình đưa ra một cái thông tin rất là chính xác, đó là thủy triều. Tại vì nhắm mắt lại, hôn vào tai. Nó liên quan. À, rồi. Thủy triều mà nó trào dâng mà cảm xúc nó nồng nàn đến như vậy thì chắc chắn phải là từ hôn rồi. Ý, sao kỳ nha, cái này giống như là phản lưới nhà vậy đó, tự đưa mình vô lò lửa vậy đó. Ừ. À, đây rồi. Quang Trung. Em đam mê. Đam mê luôn. Ok. Chớp được thời cơ, trà trộn vào. Ước ác. Anh Nguyên nhập rồi. Anh Nguyên biết rồi. Lật cờ đi Win ơi. Win ơi, giỏi quá. Từ lúc đó là mình bắt đầu biến thành một con người không còn đơn giản nữa. Nắm lấy nó và giành chiến thắng thôi. Anh nghĩ đang trà trộn vào. Đúng, anh vẫn là đồng đội của em. Quang Trung thì sao ạ? Có ai nghi ngờ Quang Trung không ạ? Có em nghi người ta chứ sao người ta nghi em được. Em cũng đang hơi nghi Gip đó. Ủa sao vậy? Sao vậy? Mắc cái gì em chặt? Chặt mà. Sao chặt? Chặt thì nó cũng... Ê. Anh Quang Trung thì nghĩ quá nhiều. Negip thì... Ừ đó. Negip đưa ra cái từ chặt. Chính những người đó, người ta lại làm khó nhau thì nó lại làm dễ cho mình. Mình cảm giác Quang Trung hiểu lầm mình thiệt. Tại vì cái lúc mà mình nói ra cái chữ chặt rồi á, là mọi người đã mất niềm tin vô Negip luôn rồi. Ê, nội bộ lục đục, nội bộ lục đục. Hát lại bài Thủy Triều được không? Nhắm mắt lại, hôn vào tai, nhớ em anh không thể đầu cái. Ông ơi, còn hát lên nữa. Đâu Quang Hùng nữa, Quang Hùng là hả? Vạch áo cho người xem lưng. Ok, tôi biết rồi. Ok. Cái lúc tôi nghi rồi, Win chính là gián điệp. Lần chỉ điểm cuối cùng. 1 2 3 Trời ơi. 3 Trời ơi. Negip nói cái từ chặt đó nó quá là bất hợp lý đi. Phải loại cho bằng được. Đúng rồi. Hai Gip, hai Win. Chơi tiếp. Anh giống em hả? Em mới giống anh nè. Đừng cãi, chơi tiếp. Lội ngược dòng cho coi nè. Lội ngược dòng chân. Gì ta? Cho em suy nghĩ chút nha. Ok. Dạ. Ngay đoạn này căng lắm á. Khắp nơi. Khắp nơi hay quá. Ok không anh? Hay. Tuyệt vời. Ok. Sao cái từ vậy mà cũng dám làm thiệt á, không hiểu luôn. Everywhere. Đậm. Sâu đậm. Sâu đậm, đúng rồi, sâu đậm á. Trung. Gió. Ủa? Yeah, đội bộ lục đục nữa. Gió. Win. Xỉn. Say xỉn. Khúc này là hơi lắc nhẹ tại vì mình không biết là ai là gián điệp nữa rồi. Tại vì cái nào nó cũng hợp lý hết á. Vốn say xỉn ấy. Ra rồi. Vốn say xỉn ấy. Điểm về rồi. Điểm về. Bây giờ mình phải diệt một người thôi. Thôi từ từ. Trong hai người này. Anh là gió. Gió hả? Em hiểu cái đó. Vậy là hai người này cùng một phe. Gió hả? Cái đó là đúng rồi. Em thắc mắc tại sao anh không hiểu thôi. Quán ra hả? Gió. Hồi nãy em tính nói từ gió luôn á. Phải không? Yeah. Mình biết chắc chắn là không thể nào dồn cho anh Quang Trung được rồi. Anh Quang Trung quá chắc chắn. Nên là mình chỉ có thể nhắm vô Quang Hùng Master D và Negip. Mình tìm được người của mình rồi. Hiểu rồi. Mình lật lại quá khứ. Từ đầu tới đuôi là Win chứng minh cho cái chữ ôm quá nhiều. Dính à, sen vào. Vui người ta cũng cần luôn. Nồng nàn và mỗi tối nó bị quá nặng so với những từ mà Win giữ và anh Tú giữ. Chứ mình bắt đầu mình thấy ảnh hơi chèn vô mấy cái chữ ước ác. Những cái mà nó mang tính hôn đó. Thì là mình biết là ảnh là gián điệp rồi. Chỉ 1 Em chỉ hai, đó nha. 3 Trời ơi! Quá nghiệp! Quá nghiệp! Hai Negip, bọn là hai Negip. Hai Win Lê. Wow. Tiếp! Anh ơi, em thấy là hả Quang Hùng bị Negip thao túng á, đổi chỗ. Đúng rồi, Negip, em sao vậy? Quang Hùng ơi!
chưa chắc là đồng đội của em. Không biết có đúng không ta, mình có đang phá game không ta, tại vì lúc đó là mọi người đã chỉ lấy gíp rồi, mà có mỗi Hùng là không chỉ lấy gíp thôi. Chơi đó, tập trung vô. Ủa tụi em hả? Tụi em nắm tay con chung đây nè. Đó, nắm mà đi. Sâu sâu. Trời ơi, đúng là nó sao rồi mà nói sâu phòng nó rồi. Quang Hùng thích à? Thích. Không có từ gì cũ. Em nghĩ bây giờ chung chung không được nữa rồi. Em cứu lấy mình thôi, mọi người hiểu lầm em quá. Nikip phải cố gắng để mà mình là lật ngửa ván bài, mình chứng minh lại phần trên. Phần trên từ từ. Ờ. Đây rồi. Hay luôn. Đây rồi. Chung muốn loại Nikip từ cái chỗ chặt rồi, cho nên bây giờ Nikip nói phần trên, phần dưới gì Chung cũng loại hết trơn á. Bước 1. Bước 1. Trời, cái gì vậy? Sao từ mạnh không vậy? Tôi đã thấy đồng đội tôi rồi. Mình cảm thấy Win đồng đội mình rồi. Mình tin, nghe cái từ cũng hợp lý. Bắt buộc phải ra ngang. Một rồi. Hai. Ba. Chỉ. Hơi nghi ngờ một chút xíu về người em của mình rồi. Nhưng mà đoạn sau là anh Quang Trung. Chỉ đi em còn đợi gì nữa, chỉ đi giúp đi. Thôi chỉ luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nổi nóng luôn đó. Cảm giác mà sụp đổ hoàn toàn. Ôi tôi tức luôn á. Lần đầu tôi quạo luôn mà không nói được gì ấy, bởi vì người bị loại là không được nói. Ba Nagip. Và trò chơi đã kết thúc. Không lẽ đội ít thắng, đội ít thắng. Nagip nó cà nhây quá. Người ta tưởng nó giỡn nữa. Mọi người đoán xem từ gì ạ? Đó là từ hôn và ôm ạ. Vâng, đúng. Và ai là đồng đội của anh? Tự tìm nhau đi. No you, you, you. No you, ước ác, you qua đây. No. Em không nghĩ anh hôn. Anh hôn mà. Tôi là ôm. Ôm nè. Thưa các anh chị, đội ít thắng, hai người này là ôm. Win Lê đã thắng. Cũng nhờ anh Quang Trung một tay đã tạ. Là nhờ Win thì mình mới chiến thắng. Nhưng không sao, miễn là mình thắng. Mà vui nhất bị dắt xong mà còn lôi theo Quang Hùng lại đó. Em đã tìm được anh, em nói là kiểu pháp là nó đã giống nhau rồi. Cái từ chặt đó nó ám ảnh Trung luôn mãi từ đó về sau. Và vì cái từ đó nó quá ấn tượng cho nên là Trung quên mất luôn. Win đã nói cái từ sen mà Trung đã nghi ngờ từ trước rồi. Trời ơi, không ngờ từ tuổi này mà còn bị lừa nữa. Buồn, cực kỳ buồn luôn. Tại vì mình nghĩ là mình thắng chắc rồi, nhưng mà ai mà có dè đâu. Game này Win Lê quá thông minh đã trà trộn được vào nhóm đông. Cào nè game xuống. Trời một ơi. Người này sống ngay thẳng như vậy. Chứ mắc mới gì em chặt chi vậy? Chặt là hung là chặt đó. Trời ơi, nhà ôm nhà chặt. Này game là báo thù luôn. Tôi cũng thấy không có lỗi lắm. Tại vì tôi đã chơi rất hay rồi. Vẫn tự hào như bình thường. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOn.